Hello, chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Em thường lên sóng giới thiệu giao lưu với tất cả quý anh chị khách hàng nhà mình một gốc cẩm chỉ Long Ba bị lũ ở dưới đây. Cục đây 30 kg coi nhé, hàng tinh lõi. Có chiều cao là 1m8 chuẩn luôn. Ok, chiều ngang phần lớn nhất đây các bác. Được 32. Chỗ này được 24. Chỗ này được 24. Chỗ này được 21. Chỗ đây được 12,5. Chỗ đây được 10. Đấy. Cục đây thì vân rất là đẹp. Xê luôn. Rồi phần lũa đây. Được 21,5 này. 19 này. 17 này. Đấy, dưới cùng đây được 14 các bác này. Chiều dài. Chiều dày chỗ lũa đây được 16, 17 này. Chỗ này được 22. Đây này được 24. Chỗ này thì đục quá đẹp rồi các bác nhé. 1m8 luôn. Chuẩn 30 cân. Chỗ này được 24. Chỉ bị đến đây thôi các bác nhé. Lũa đây thôi. Đây lên đặt hết 30 kg. Quý chị khách hàng mà thiện chí với cục cẩm này liên hệ em Thương số điện thoại 0338 918 991 nhé. Một mét tám, 30 cân, chuẩn 100 gram. Đục đây là ok thôi nhé.